Theo tin từ Cục Thuế tỉnh, đến ngày 29 tháng 3, trên địa bàn tỉnh, kết quả triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đạt 99%. Sau gần 20 ngày, từ khi hội nghị triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh đã có văn bản chỉ đạo quán triệt các phòng, chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, chú trọng đôn đốc, rà soát nắm bắt những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng người nộp thuế trong quá trình thực hiện, nhằm phân loại đối tượng thực hiện từ dễ đến khó để xây dựng kế hoạch triển khai. Lãnh đạo các đơn vị cũng giao chỉ tiêu cho từng bộ phận, từng công chức để đôn đốc tuyên truyền về việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đến nay đã có 175 trên 176 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Còn duy nhất một cửa hàng thuộc chi cục thuế khu vực Phù Cừ, Tiên Lữ chưa thực hiện. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đồng thời yêu cầu các địa phương và các ngành có liên quan xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.